Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Không tu giới định thì chẳng sinh trí huệ. Vạn Phật Thành ngày 17 tháng 10 năm 1983. Không tu giới mà muốn được trí huệ thì thật là vô lý. Tu giới thì lời nói phải đi đôi với việc làm. Việc làm theo sát với lời nói, lúc nào cũng nghiêm giữ quy luật. Không làm điều gì ra ngoài khuôn phép. Giới là sợi dây dọi, là cây thước đo của người xuất gia. Tại sao có nhiều quy luật như vậy? Tại vì người tại gia không giữ quy củ, nên nếu xuất gia thì cần phải có pháp độ, quy tắc. Không giữ giới thì đương nhiên sẽ không có được định lực. Giới, định, không viên mãn, thì tuyệt nhiên chẳng phát chân chính trí huệ. Nếu có thì cũng là một loại thế trí biện thông, gọi là tiểu thông minh, chỉ khiến cho mình đi vào con đường khúc khuỷu chật hẹp. Cái thông minh láo lỉnh đó không thể gọi là chân chính trí huệ. Đối với đại trí huệ thì đó chỉ là thứ thông minh xảo trá của loài quỷ. Chẳng có mảy may hiểu biết sai lầm hay là tà kiến thì mới là chân chính trí huệ. Nếu là người thật có trí huệ thì chuyện gì cũng không sợ bị thua thiệt. Bất cứ chuyện gì chỉ nhìn qua là thấu suốt ngay. Việc mà kẻ phàm phu không làm nổi chính là đoạn dục khử ái, cắt đứt ái và dục. Tại sao họ không làm nổi? Là vì họ không có chân chính trí huệ, nên bị vô minh ngu si chi phối. Nếu mình có chân chính trí huệ thì mọi sự đều được giải quyết một cách tự nhiên, tốt đẹp. Ha ha ha, 问什么的说